Xin chào quý anh chị em. Chúng tôi đang chuẩn bị và tập luyện cho chương trình sắp tới với chủ đề Chúa Bình An. Hai bạn, xin chào quý anh chị em. Chúng tôi đang chuẩn bị và tập luyện cho đêm thờ phượng sắp tới với chủ đề Chúa Bình An, được diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Chúng ta hãy chuẩn bị tấm lòng đến với Chúa, chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em.